cấm đấy nhá, tôi cấm đấy nhá. Chú là không được làm những cái chuyện như này, tôi cấm đấy. Bác nói gì em không hiểu. Này, chú định để lần sau tôi lên đê đón chú xuống vá xăm đấy à? Chú là cộng cộng trừ trừ tính tính toán toán cái gì này à? Chú đừng có cái kiểu lô đề đề với nhá. Ui giời ơi, em lạy bác. Cái gì? Thanh kẹo em chả dám. Thế chú tính toán cái gì đây? Chú chả cộng số chứ lô ra cái gì này. Em đang tính toán chi tiêu của gia đình. Mấy tháng vừa rồi vợ em nó kêu rứt cái cả đầu. Làm sao hả? Chú làm ăn ở đây không đàng hoàng chắc lại không đưa tiền đủ cho cô ấy chứ gì. Khổ quá, bao nhiêu năm rồi bác lại thì tính em nữa. Một ngày em kiếm được bao nhiêu tiền, một tháng trung bình em kiếm được bao nhiêu tiền bác biết đúng không? Em thề với bác nhé, là em tính rồi, cứ xê dịch trong vòng được khoảng 1,5 triệu một tháng, em về em nộp tất cả, chả có giữ lại đồng nào. Không, cái đấy thì tôi ghi nhận. Đúng không ạ? Tôi ghi nhận là chú làm ăn rất là đàng hoàng, không có chơi bời, không rượu chè cờ bạc gì cả. Vâng. Thế nhưng mà tại sao vợ chú vẫn kêu la như thế? Chắc là chú lại găm ở đâu chứ gì? Khổ quá, em thề luôn, thề có mặt rời luôn là em không hề găm tiền để làm cái gì. Đấy. Thế cô ấy kêu là vì lý do gì? Nó kêu là hàng tháng em đưa về ít. À, thế thì tôi hiểu rồi. Tức là mọi tháng là vẫn đưa như thế. Vâng. Thế nhưng mà tháng này lại kêu là ít chứ gì? Dạ vâng. Bão giá rồi. Thế ạ? Tôi chết rồi. Thảo nào mà một tuần nay em ăn cơm bụi nhà mụ Lan Béo nhá, tự nhiên về cứ thấy đói thôi. Chú ăn suất bao nhiêu? 10,000 như mọi khi thôi. 10,000 thì đói là đúng rồi, phải tăng nó lên chứ. Tôi đây này cũng phải tăng đến 20,000 mới đủ ăn đấy. Em nói cho bác nghe nhá, ngày hôm qua em mới thử tìm hiểu tại sao mà mình lại ăn lại đói. Em mình lại cứ tưởng là mình đang cái tuổi là dậy thì kéo đốt ăn khỏe. Nhưng mà không, em mới thử bảo là thế hôm nay cho tôi thêm 5,000 nữa. Tức là tăng lên 15 gì? Tăng lên 15,000. Bác biết nào không? Nó xúc cho em được thêm 2 thìa lạc rang nước mắm. Bác bảo thế có điên không? Ăn vào no thì cũng chả no được, mà rồi cuối cùng là khát nước. Chết cha chết mẹ. Em tức quá em ra thì đến cửa, em ngửa cổ em tù hết cả cái bình nước vối cho nó bỏ tức. Tức là mất tiền mà vẫn không no. Thế sao chú không tăng lên 20,000 giống như tôi ấy? Tăng lên 20,000 thì xong rồi, về làm sao mà có đủ 1,2,5 triệu mà nộp cho vợ. Chính vì thế cho nên em mới phải tính toán. Chú định tính cách nào? Em tính thế này, em sẽ tăng tiền bơm vá của em lên. Ví dụ trước đây nhá, em bơm một cái lốp em lấy 5,000, bây giờ em lên 7,000. Vá một miếng thường em lấy 10,000, thì bây giờ em tăng lên 15,000. Vá nghệ thuật nhá, cắt hình trái tim em lấy 20,000. Còn riêng con mụ Lan Béo nhá, ra đây mà vá nhá, em chơi hẳn 30 khiếp nhá. Em lại còn bớt cả nhựa vá đi cho bỏ tức. Không được, làm thế là mình làm ăn nó không lương thiện. Chú đừng có làm ăn như thế, tôi không thích như thế đâu. Chú làm thế thì quá là vặt đầu vặt cổ con nhà người ta. Cái miếng vá bình thường chú lấy cần lấy tiền, thế bây giờ cái miếng vá nghệ thuật chú lại lấy tăng lên nữa, thế bây giờ vá nghệ thuật lại có bảo hành thì chú lấy con nhà người ta đến 100,000 một miếng vá chứ ít à. Em hỏi bác, nếu như em không làm như thế thì bác định để cho em ăn cơm trắng đến lạc răng nước mắm cũng không có mà ăn à? Bác ơi, bác bồng cho em cái xe về. À, chú làm ở đây chứ? Vâng. Úi giời, xẹp lép thế này thì thôi vá đi chứ còn bơm làm cái gì nữa. Thôi bác cứ bơm cho em đi, em biết bệnh xe của em mà, bác bơm cái nó phình ra ngay mà. Thế à? Vâng. Cứ bơm cái là nó phình lên ngay à? Ừ. Bác cứ trêu em. Tôi nói thật nhá. Dạ. Cái lốp này nát lắm rồi, thôi vá đi chứ bây giờ bơm lên thì đi được một đoạn thì nó lại xuống thì làm nào. Bác ơi, chú thật với bác mà, em không đủ tiền vá xe. Thôi bác cứ bơm cho em đi. Không đủ tiền vá xe á? Vâng. Đi mua cả đống hàng thế này mà lại bảo là không đủ tiền vá xe. Thì đấy, chính vì em đi mua cả đống hàng thế này nên em mới hết tiền. Bác ạ, chả giấu gì bác, em là công nhân ở khu công nghiệp. Hôm em đi chợ hết sạch tiền, chả đủ tiền vá đâu. Thôi bác cứ bơm cho em. Sợ hết tiền thì mua ít đồ thôi. Thì đấy, em đã giảm bớt mặt hàng rồi đấy chứ. Thế mà vẫn hết tiền bác ạ. Mọi ngày lại ăn thịt miếng đấy, mà hôm nay chỉ dám mua thịt vụn thôi, rau muống chuyển sang rau xà lách, thế mà vẫn hết tiền.
Thế à? Vâng. Ôi giời, này. Dạ. Nếu mà để tiết kiệm tiền nhá thì vâng, chính ra cô không phải là từ thịt miếng sang thịt vụn đâu, mà cô chuyển từ thịt sang đậu phụ ấy. Nhưng có phải là có tiền là vá không? Vá quỷ tính đấy. Thôi, tôi nói thật đấy. Dạ. Vá đi, chứ bây giờ tôi bơm cho cô đi được một đoạn này xong cô lại xịt ra đấy thì nuôi rắt bộ à? Vâng thì thôi, lúc đấy em chịu khó rắt bộ một tí cũng được. Thôi bác cứ bơm lên cho em. Cô hoàn cảnh thế thật á? Vâng. Này. Dạ. Thế tôi hỏi khi không phải, thế lương một tháng cô được bao nhiêu? Ôi em làm cả K3 mà được 2 triệu một tháng đấy bác ạ. 2 triệu một tháng? 2 triệu một tháng là đủ chi tiêu rồi còn gì? Ui, đủ là đủ ngày xưa thôi. Bây giờ giá cả tăng vọt thế này, bọn em đang phải làm chiến lược chi tiêu. Tăng sơ, giảm đạm, bỏ bữa, lấy mì làm nòng cốt đấy. Chết, ăn uống thế thì sức đâu ra mà đi làm nữa. Mà này, dạ? Thế thì sao không ngoài cái giờ đi làm, kiếm một cái việc gì đấy mà làm thêm mà để tăng thu nhập? Úi dồi, làm gì có thời gian hả bác? Bọn em đầu tắt mặt tối ra. Mà cái chỗ làm của em ấy, khối người dòm ngó đấy, không cẩn thận, thất nghiệp như trời ấy. Tình hình bão giá như thế, đáng nhẽ là phải nói với chủ, bảo nó tăng lương lên. Bác ơi, chủ em là Tây, nói nó không hiểu. Hợp đồng thế nào thì cứ thế mà làm. Làm gì nó biết được cái chuyện bình mới chẳng ổn giá đâu bác. Này cô này. Dạ. Ngồi từ nãy giờ trong kia, thấy cô nói chuyện, tôi cũng không thể ngồi yên được. Thế tại sao cô không ra siêu thị ấy, vào những quầy người ta bình ổn giá, mua hàng có phải tốt hơn không? Ôi giời, bác này bác chả biết cái gì cả. Mấy cái quầy bình ổn giá ấy, là chỉ bình ổn cho rau xanh với cám lợn thôi. Mấy cái mặt hàng đấy ở giá ổn định lắm bác ạ. Chết. Thế không lẽ người ta chỉ bình ổn giá cho lợn thôi sao? Thế thì chính ra làm lợn đôi khi là sướng. Bác ấy, nghiêm túc đi. Bác ơi, đấy là nói về cái chuyện ăn nhá, chứ còn cái chuyện ở ấy, bọn em cũng đang phải có chiến lược đấy. Chiến lược thế nào? Dạ. Chiến lược ở là thế nào? Tức là trước đây thì bọn em ở 3 người một phòng, bây giờ em đang phải cố gọi thêm 3 người nữa vào một phòng đấy. Ồ, thế là gấp đôi, thế là nằm ngủ đè lên nhau à? Cái bác này, ngủ giường tầng chứ lại. Ngày xưa tôi tưởng chỉ có sinh viên mới ngủ giường tầng thôi chứ, bây giờ cô 6 người cũng ngủ giường tầng, thế thì khổ hơn sinh viên à? Thôi, chứ còn gì nữa, bọn em khổ hơn sinh viên nhiều. Sinh viên nhá, người ta còn được gia đình trợ cấp, chứ bọn em đây này, hàng tháng phải dành dụ mà gửi về nhà ấy. Thế à? Vâng. Này, thế bao lâu thì cô về thăm nhà một lần? Ừ, thì ngày xưa thì cứ mỗi tháng em về một lần, chứ bây giờ giá cả tăng vọt lên thế này, có lẽ cả năm mới về được một lần vào dịp Tết thôi bác ạ. Lấy đâu ra tiền để mà mua vé tàu xe? Cô bế tắc nhỉ. Thôi được rồi, bây giờ thế này. Dạ. Bác ơi, hay là bác cứ vá cho em, em chạy về nhà em lấy thêm tiền nhá. Thôi, yên tâm, cứ về đi. Để đây tôi vá cho. Vâng. Tôi không lấy đắt đâu, tôi lấy bằng cái giá mà lúc mà thời tiết nó còn đẹp. Lúc thời tiết đẹp là thế nào hả bác? Tức là không bị bão giá ấy. Bác ấy, bác vui tính quá. Thế là ưu tiên nhất cô rồi đấy. Vâng, vâng, các bác tốt quá. Bác ơi, thì em chạy về em lấy thêm tiền bác nhá. Em ra ngay nhá, em để xe đây nhá. Yên tâm. Vâng, này, em cảm ơn hai bác. Cầm túi đồ về. Vâng, vâng, em cảm ơn hai bác ạ. Rõ khổ. Này chú Bơm này. Đấy, cái người công nhân đi làm quần quật suốt cả ngày cả đêm, không đủ tiền nuôi bản thân, huống chi là lại còn nuôi thêm cả gia đình nữa thì sao nhỉ? Đấy, cũng là do dân mình ấy, không tin vào đồng tiền do chính mình làm ra, cứ đi tích vàng với đô la, thì làm gì mà tiền mình nó chẳng mất giá. Em nghĩ đây này, tất cả là do là quản lý thị trường là không được. Rất tất cả những cái mặt hàng là đều bị đẩy lên một cách vô lý. Đúng, mà cuối chính cùng... vì vậy là cũng chỉ chết những người dân mà thôi. Đấy, bác thấy không? Rõ khổ. Bác Nhượng là rét mất thế này mà vẫn đi đánh tennis đấy hả? Đâu, mọi khi là em thấy bác vợt to lắm mà sao lại bây giờ trông như cái vợt bắt muỗi thế này? Không phải là tôi đi đánh tennis mà bây giờ là tôi chuyển từ tennis xuống cầu lông rồi. Đây là vợt cầu lông. Thế là tức là đổi môn thể thao à? Dạ vâng. Chơi cái này nó hay hơn à? Chơi cái này thực ra nó chả hay hơn đâu, thì nó vẫn là môn thể thao thôi. Mà chết cái từ cái ngày có bão giá giờ là vợ tôi đã chuyển tôi từ quánh tennis xuống còn quánh cầu lông. Thế mới ác chứ. Thế tức là từ ngày bão giá là bác bị xuống khung môn thể thao à? Đúng rồi, thì là bà đúng rồi. Bà xã nhà này, bà tính toán chi tiêu trong nhà ấy,
là bây giờ là nó bị vọt xa. Thế cho nên là đúng rồi, bác chơi cái này là chuẩn đấy, bởi vì là cái tay lít đấy là nó thấy là môn thể thao của người nhiều tiền đấy, chứ không phải mất tiền sân nhá, mất tiền bóng nhá, mất tiền vợt, thậm chí tôi thấy mấy ông còn bảo phải trả cả tiền nhặt bóng nữa. Thì đúng rồi, tốn hơn cầu lông là cái chắc rồi, tốn hơn nhiều nhá. Cái món cầu lông thì tôi chỉ cần mỗi viên gạch non thôi, kẻ ba cái ô thế là oánh thoải mái vụt mệt nghỉ luôn. Ui vợ tôi ác lắm, từ lúc bão giá ấy là nó quán triệt tôi luôn, là tuyệt đối là rét mướt đến mấy, xuống đến mấy độ thì cũng không được mặc quần dài ra sân. Chết, mặc quần đùi à? Bác chơi thể thao nó nóng người lên thì mặc quần cọc là đúng rồi. Vấn đề nó không phải là chỗ đấy, vấn đề là nó bắt tôi mặc quần đùi để cho nó đỡ tốn một giặt. Hay nhỉ. Này, bác chơi cầu lông với chơi quần vợt thì bác mặc quần đùi này được. Thế em hỏi bác, nếu mà cái kiểu cắt giảm như thế thì ví dụ như cái môn vật dân tộc ấy, người ta chỉ đóng mỗi cái khố thôi mà cắt giảm đi thì chẳng nhẽ người ta không mặc gì vật nhau à? Ôi giời, em rơi vào tay vợ tôi ấy, mà là trường hợp của tôi ấy, có khi nó chỉ phát cho một cái giải rút để che được cái che mà đậy được cái đậy, nhưng không quan trọng. Thế mà đến lúc đấy là có khi là cái môn vật dân tộc là có khi khối người xem bác chị em thôi. Bão giá nó khổ thế các bác này. Thế nếu như mà cứ tiếp tục bão giá thế này, anh chuyển từ tennis xuống cầu lông, thì sau này bão nữa thì anh chuyển xuống chơi cái môn gì? Thế bác chuyển xuống chơi cái gì? Ôi giời, thiếu gì môn để chơi, tôi đi bơi chẳng hạn. Này, đi bơi nhá thì ít ra bác cũng phải sắm cái mũ bơi này, cái kính bơi này, rồi là nếu mà chơi sang lại phải làm cái đôi chân vịt chứ. Không tiền à? Ôi, nếu mà bão giá mà nó cứ cùn như thế thì tôi chơi mấy cái môn thể thao dân tộc cho đỡ tốn kém. Dân tộc là môn gì? Ví dụ như đánh khăng này, đánh đáo này, cùng lắm tôi chơi cái trò giải danh, mấy viên sỏi là xong, có cái gì đâu. Đấy, cho nó tiết kiệm. Mà thôi, rét quá rồi, tôi xin phép các bác tôi về cái. Đấy, đang chuyện giả, đang câu chuyện rôm rả. Về sớm đây. Ngày xưa anh ta nít ý, thì còn có cái ngân sách là ngồi đá mấy cốc bia. Thế nhưng mà bây giờ bão giá thế thì bây giờ hết rồi, bị cắt rồi. Thôi, về nấu cơm cho vợ cả. Chào các bác nhé. Đúng là những câu chuyện thời bão giá. Này, tôi nghĩ rồi, nếu cứ tiếp tục bão giá thế này thì có khi, này, chú phát tài đấy. Phát tài? Đây nhá, người ta đi ô tô thì tốn xăng, người ta sẽ xuống khung, người ta sẽ đi xe máy. Mà đi xe máy thì tốn xăng, người ta cũng lại xuống khung, thế là người ta đi xe đạp. Mà đi xe đạp thì đương nhiên là chú phát tài rồi. Sửa chữa xe đạp là phát tài rồi. Tính kiểu như bác ấy mà, như thế vẫn chưa sâu sát. Em nhé, nếu mà bão giá nữa nhé, em chuyển ngạch luôn. Chú định chuyển sang ngạch gì? Em sang cái ngạch là sửa chữa giày dép. Sao lại sửa chữa giày dép? Ok, thế bây giờ bác chuyển xuống đi xe đạp đi. Xe đạp không phải tốn tiền à? Không phải, đây như cái cô vừa rồi này, cũng phải vá, cũng phải bơm, lốp mà nó mòn quá cũng phải thay. Không tiền à? Thì đương nhiên, nhưng nó ít. Ít nhưng mà bây giờ này, đi bộ, người ta sẽ chuyển hết sang đi bộ, thì lúc bây giờ em sửa giày sửa dép là đúng việc chứ còn gì nữa. Tức là người ta xuống khung từ đi xe đạp xuống đi bộ, thì chú đổi nghề làm nghề sửa giày dép chứ gì. Vâng. Thế nhưng mà cái nghề của chú còn đổi được, chứ cái nghề photo của tôi thì đổi sang cái nghề gì được nhỉ?